mấy xe đạp này nè, giờ nó đang để cho ai muốn đi thì đi, mà nhưng mà phải có cái đao cái ấp xuống nha, nguyên thành phố luôn. Đạp đẹp, để vô xong là tự động đi ra, chỗ nào nó cũng có chỗ đậu hết đó. Đi xong cái mình bỏ vô tự động nó khóa xe để lại. Tiện đi á, ai muốn đi phải vô cái trang này nè, xong cái đăng ký trong đó, xong mình lấy cái mật mã hay gì đó, cái mỗi lần mình đi mình lại mình bấm mật mã là được, hay là chẹt thẻ gì đó. Chưa có thử nữa, bữa nào mình hỏi thử coi sao. Hôm nay ăn sáng mì Hoành Thánh nè, mì tôm chà bá luôn. À, con mì này làm từ Việt Nam đem qua nè. Ở nhà phải tự nấu ăn nha. Ở ngoài bây giờ trời cũng đang mưa râm râm rồi đó, các bạn thấy không? Ở trên trời là nó âm u nè, giờ có một chút ánh sáng đó. Rồi, xin mời các bạn theo dõi nha. Ở ngoài nhiệt độ bây giờ khoảng 8-9 độ thôi, chứ không có ấm như lúc trước nữa. Vô thu rồi cho nên nó lạnh rồi. À, đã rồi sao đi dầm? Happy birthday to my dear Cái thằng học tủ đầu tiên nó có nhiều mà. Bữa hôm qua làm ở
Okay, little knock there. Little knock there, come on. Spisa. Och spisa det och bli mätt. Kan jag? Räcker. Du har spist vår. Men ingen går ut för att ha spist upp kaka. Speciellt Angelina och familjen. It's not all for me. Tusen tack. Tusen tack. Kom på fjäs, Oles. På näsan. Oh.